Bây giờ em giới thiệu với các bạn một cái đò kiếm được coi là khủng. Khủng cái gì, cái này đâu chả khủng. Đây. Đấy. Nhưng mà có điều là cái điểm của cái, tức là cái form của những bông hoa như thế này là đạt điểm rất cao. Đây này, các bạn nhìn xem. Đấy. Các bạn nhìn được. Cánh nó phải tròn trịa như thế. Cái này là một cây mà nói thật là tôi cũng ấp ủ mãi mới mua được chứ không phải không. Cái này không phải cây sở hữu đầu tiên của tôi đâu. Khi nhà người ta làm nhà mới, nó ở một cây đa mà người ta phải cắt đi thì tôi mua được. Nó đẹp lắm, yên tâm là các bạn sẽ xem lại nó trong thời gian nào đấy đẹp nhất có thể. 1, 2, 3 này, nhá, 4 này. Năm. Thế này là ít đấy, vì là đây tôi để nó mát quá. Đây cái này. Không đừng. không phải cây đấy. Thế nào? Không phải cây đấy, cây này cây trắng trắng xanh của tôi, xanh Huế, nhà chùa tặng. Ở đây tôi ghép linh tinh các loại cơ. Cái này lại loại khác. Này, nhìn xem, đây có phải giả hành đó đâu. Các đồng chí làm thì cứ làm thôi chứ không, đây không phải là giả hành nó, mà nói thật tôi còn chưa biết hoa loại này. Một giả hành rất khác người. Đây là do con chuột nó ăn. Đây là của trong chùa gì đấy. Chùa Thiên Mụ á, của người tặng. Đây, đây. Cây này, này sờ cái lá xem. Khác người không? Nó khác lá này. Cứ nhìn thấy cục là mà chưa. Cái này dày nhỉ? Dày mà nó bé, dày bé. Dày hơn cái này mỏng. Nhiều. Gân cái này sắc hơn. Đúng không? Không. Còn nhiều vòi hoa lắm. Cái này nó ra hoa khoảng mấy thôi. Tháng. Cái này nó ra hoa mấy tháng. Ý tớ là nó chưa đủ độ, nó chưa ra hoa. Cái này tớ phải làm một cái kia để cho nó quay, để cho cái kia kìa. Cái trên cùng để cho nó quay đủ. Công nhận cũng thông minh đấy. Không. Người ta cũng không đến nỗi ngu lắm. Đây này. Chuột nó ăn đây mà. Lan chỉ để thế này không thôi, không mai sao tự cái này nó vào trong giữa của bụi lan, nó sẽ khuất đi và nhìn nó sẽ rất đẹp. Nó chỉ 1-2 năm nữa thôi. Cái này làm gì đâu. Thế là không bổ à? Không bổ. Bữa nay ông nâng cái mặt hoa cho đấy, nâng rồi mà. Tay ông mới đẹp nhưng mà tay người khác thì không phải đẹp bằng. Đúng không? Ông phân tích cái mặt hoa này xem nào. Cái mặt hoa đẹp ở chỗ nào? Cánh nó bầu bĩnh. Đây là hôm nay là hôm đầu tiên chúng nó kiểu như là mới chúng thứ. Đây này. Chưa nở căng đúng không? Đương nhiên là nó chưa căng. Căng thì sẽ cái này, cái cánh trên này này, nó sẽ hấp ra. Đây này, nó sẽ trở thành kiểu như là cái biểu tượng của Mercedes ấy. Thì nó sẽ đẹp hơn. Và cánh này nó bầu như này là điểm nó rất cao. Đây này, thậm chí cái này. Lưỡi cái này thì chỉ được khá thôi chứ chưa phải đẹp hết. Vì nếu khi cái này mà lưỡi mà nó đỏ hết thì là dạng rất hiếm, chúng ta gần như là chưa bao giờ gặp. Lưỡi trơn hết thì thỉnh thoảng ta gặp nó sang dạng đột biến, tức là lưỡi hơi xanh hoặc là lưỡi hơi trắng gì đấy. Nhưng đây là lưỡi bình thường, nhưng mà về kiểu kết cấu khuôn bông như thế này là được điểm toàn diện đúng không? Trên khá. Trên khá thì chưa sang vào như trên khá. Nụ này là nụ thôi. Thôi à? Nụ này bị thôi này. Đây tất không phải. Đây cái cây này nó không đẹp năm nay là vì ở trong môi trường như này rất thiếu sáng. Các bạn thấy không? Cái vòi hoa rất bé. Cái này vòi hoa đủ của nó gần như bằng cái đũa và dài cả mét chứ không bao giờ bé như này. Đây, nhìn cái gốc của nó kìa. Nó thiếu sáng mà. Thân nó rất to. Đúng không? Bây giờ ông phải tách đi chia cho mọi người. Không, tách thì hết thì kia kìa. Đúng rồi. Thân nó to hơn. Còn quý mà để đây. Mang một con lợn đến đây tôi bổ cái kia cho. Ấy tặng. Bổ cái này. Không, cái kia cũng là nó. Nhưng mà cái kia là. Nhưng mà bổ cái này cơ. Cái này không thể bổ được. Khi nào tôi chết thì bổ. Cái này nhá. Bổ ra là xé rất lung tung khi mình đã chặt tròn trịa để đặt vào đây. Nhìn này có khi nhanh chết lắm. Yên tâm đi. Đây này. Cái này là gom lại của.
gom lại của tất cả các cái các cái râu ria của cái kia, ấn nó sang đây. Đấy. Gom lại là tả phế lù đúng không? Không, không phải tả phế lù, mà là những cái nó không đặc to lắm, to kinh khủng luôn. Nó rời ra. Nhưng mà khi mình cắt đi tròn tròn để đặt vào đây thì là cái cụm này là to nhất. Còn đâu là cứ râu ria mỗi thứ thừa mà tính bấu nó sang đây. À biết thế rồi, đấy, biết chỗ này rồi, ông nào ra. Lấy thoải mái đi đồng. Vừa vào lấy thoải mái. Ôi giời gì, không phải, nói thật. Cái loại này nó, kể cả loại kia cũng nó là một, nó đâu phải là đắt. Đưa cả một cái giò này vì là... ra ngoài bờ rào mà lại bắt anh em bạn bè thân thiết như này một con lợn thì cao giá. Thế thì bán đi, vậy bán đi lại được hơn tiền mua con lợn đó. Nhưng mà anh nên ăn rau đậu thôi, ăn lợn làm gì. Không. Thật ra thì cái đấy là sở thích của mỗi người và đạo của mỗi người. Quan trọng nhất là trong tâm. Theo ông thì những người chơi lan thì nên ăn gì? Ngoài lợn, lan thì xét cho cùng. Hay tôi... chim chó. Không, tôi nghĩ là lan thì các bác có thể bên đạo cũng có, đúng không? Bên đạo chơi lan, thiên chúa cũng có. Đây, đấy. Còn tôi là đạo gì? Hình như là đạo lan, đạo lan. Không. Đạo lan là đạo Phật đúng đạo không? Đạo lan tặng. Tóm lại là. Thế cái giò này là mang về vườn của anh là lâu chưa ạ? Bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm hả? Hơn 3 năm. À, tưởng là mới. Không, nó đang... Nhưng cơ mà vì năm trước là nó không có hoa. À. Cái năm đầu, mấy năm trước làm là nó cứ nó không ra hoa. Nhưng mà thực ra tôi đã cố tình để một cây này để mang lên một cái ý nghĩa của vườn, để vườn. Ừ. Không phải là chấn vườn đấy. Không, không, nó không hẳn là chấn vườn mà không phải ý nghĩa của sự chém giết, giết chóc gì cả. Mà thực ra nó mang một cái kỷ niệm của thời xa xưa ấy. Nên muốn giữ và để vườn. Thực ra cái cây này hầu hết các cụ nếu có chơi thì người ta cũng đều để trên trụ của cổng. Cái cổng hai bên hai bụi thật to hết đó. Và người ta chẳng cần quan tâm, nó vẫn ra hoa hàng năm. Tôi thì cũng thích theo kiểu đó, nhưng mà mình thích theo kiểu treo và để làm nó hoàn toàn tự nhiên. Chứ không có gì phải được, để mình quay thế nào cũng được. Đúng không? Nhận làm cái móc quay trên kia cũng thông minh đấy. Làm mấy chục cái nhưng mà khách cứ cướp hết rồi. Không còn đâu. Là làm nhanh mà, đúng không? Hai cái đinh lộn ngược nhau. Một phải khoan. Khoan làm sao để nó tương đối nó vừa khít đủ để quay được. Chứ không cuối cùng nó tụt ra thì lại bảo mình làm điêu làm mấy cái. Mà cây này để đây là hơi tiêu xài. Đúng rồi, chỗ này không phải. Vừa bóng cây xong lại còn mới đầu dưới. Mới đầu thì không tiêu sáng. Nhưng sau đó nhá, là cây lên. Cây, ngoài cây này lên nhé, cây này lên các thứ cây đây nó lên nó nhanh quá nhanh. Hy vọng là mấy hôm tới các bạn sẽ xem cái này nó sẽ đẹp hơn. Bên rồi không bán à anh? Không bán đâu, chắc mai sau chết bán lấy tiền quan tài thì... chết rồi chứ nó làm cái gì thì làm chứ quan tâm được gì. Nó nghiêm túc kể cả là bỏ chiếu mà thế hất xuống hố. Nó hố mà để thối chúng nó chịu. Không, nhưng mà thối chúng nó không chịu được đâu nên nó sẽ phải hất. À, thôi, mọi người có lòng thì hất cho nó to to vào tí, cho nó đỡ thối. Nó kiếm nó ngon rồi. Không. Ngại gì đâu, nói người ta cười chết á. Thực ra, nếu trong lòng kiếm thì trong tâm thì tôi chỉ ấp ủ dòng này và một loài nữa là loài huyết kiếm, tức là có hương thơm. Chỉ có hai loài đó là có hương thơm thôi. Các loài khác không có hương thơm, nói thật là tôi không thích lắm. Mình cũng hơi học đòi theo các cụ. Thế còn cái do cái... kiếm năm ngoái bổ đấy cũng chẳng có hương thơm là gì? Một chút xíu, nhưng không thơm bằng này được. Không thể thơm như này được. Và đặc biệt những cây đột biến của dòng này tương đối là thơm như cái cây ở Quảng Bình trong kia. Rất là thơm. Thơm thì lối chơi các cụ là gì? Tức là có sắc mà không có hương, các cụ không chơi. Các cụ vẫn bảo là hữu sắc vô hương. Rồi, ngay là phải chờ mấy hôm nữa lúc nào mà nó bung nở hết thì tôi sẽ lại tiếp tục giới thiệu các bạn. Nay cái gò kiếm này nó bung hoa rồi, rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đấy, đỏ tươi. Ba vòi hoa chỗ này, thế lại hai vòi đằng phía bên kia này. Chưa nở hết đâu.
rất chi là đẹp.